Các bạn hãy đến với Anh Anh Channel. Anh à, em đang chơi gì đó? Dạ, em đang chơi nốt đế. Vậy cho chị chơi với nhé. Dạ. Wow, chị thấy trên bàn của em có nhiều rau củ và trái cây quá. Để em nấu cho chị ăn nha. Chị yêu sắm ăn gì nào? Em nấu cho chị bông cải xanh xào nướng đi. Dạ được rồi, còn món canh, chị muốn ăn canh gì? Chị thích canh bí đỏ hầm á. Được rồi, em sẽ nấu cho chị nha. Trước tiên em sẽ nấu canh bí đỏ trước. Tại vì canh bí đỏ nấu rất là lâu. Bây giờ em sẽ cắt thôi nha. Xong rồi em sẽ bỏ vô nồi. Bỏ con bắp lên. Bây giờ xào xào. Được rồi, bây giờ em sẽ xào nấm và rau cho chị ăn nha. Em sẽ cắt rau và nấm ra trước. Cắt rau ra. Vô nồi. Em sẽ bỏ nấm vô. Chúng ta để chai xịt Remos cách bề mặt da 10 đến 15 cm và phun một lượng thích hợp lên da rồi thoa đều. Wow, thơm quá chị ơi. Sử dụng chai xịt Remos này em yên tâm chơi mà không bị mũi cắn luôn đó. Chị ơi, trong khi đợi đồ ăn chín, em mời chị yêu xà nhảy một điệu nhảy với em nha. Ok nè. Em sẽ múc canh ra cho chị nha. Em sẽ lấy cái dĩa đỏ này.